Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kinh Doanh Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một bộ pin sạc dành riêng cho các dòng đèn có công suất lớn. Cùng xem nhé. Khi quay phim, chúng ta luôn gặp một số trường hợp rất là bất ngờ, ví dụ như đang quay phim mà bị cúp điện. Hoặc là trong những trường hợp bạn cần phải di chuyển ngoài trời liên tục thì sẽ có những bộ phụ kiện giúp bạn. Đây là cục pin rời Nala giúp bạn bổ sung nguồn điện trong những trường hợp như trên. Và cũng không thể thiếu được những cái bộ sạc điện giúp sạc những cục pin như thế này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của những sản phẩm này nhé. Trên tay mình đây là cục pin rời Nala BTV26V270 với một thiết kế hình trụ rất là chắc chắn. Nguồn điện 26V 270W đủ để cung cấp cho các dòng đèn có công suất lớn như Fuji 300 và Fuji 500. Bên hông là có một núm với lại 4 vạch giúp bạn có thể kiểm soát được lượng pin vẫn còn. Mặt đằng sau có một vi mao giúp bạn có thể gắn lên trên các bộ sạc và các cái chân đèn. Còn đây là bộ sạc pin BTCV26V2 giúp bạn có thể sạc 2 pin cùng một lúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cùng với chiếc đèn Fuji 300 nhé. Các bạn cảm thấy bộ phụ kiện này như thế nào? Hãy comment bên dưới cho mình biết ý kiến của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.